thứ bảy. Mình có thời gian rảnh mình review chiếc Etiga 2020 mới về sau lưng của mình. Đây, hai chiếc màu trắng tại Suzuki Kiên Giang, số 68, xã Thành Lộc, Châu Thành, Kiên Giang, đường Chánh Gạch Giá. Trước tiên ta tham khảo bên ngoài chiếc xe Etiga 2020 phiên bản Limited, có 4 sự thay đổi trên chiếc xe. Sự thay đổi thứ nhất là về chi tiết của mâm. Mâm được thay đổi thành mâm kiểu dáng mới thể thao hơn. Mâm này gồm 6 chấu tạo hình chong chóng. Bề ngoài trước mặt ca lăng thì Etiga vẫn giữ form cũ, nhìn rất là ngầu. Xe này mới về ngày hôm qua, ngày 14 tháng 2. Để tôi mở cái cốp sau cho mọi người coi. Đây, trang bị camera lùi phía sau và hai cảm biến phía sau. Những ai đã tìm hiểu về xe Etiga thì biết bên trong nội thất nó là ghế nỉ. Ghế sau có thể gập xuống được hoàn toàn. Khi ta gập hai hàng ghế lại thì sẽ cho một khoang hành lý rất là rộng cho gia đình có thể chở nhiều đồ. Trước mặt chúng ta đây là khoang hút máy lạnh. Hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Đây là tủ đựng đồ nghề, gồm con đội, chìa khóa mở lốp. Hàng ghế thứ ba, hàng ghế cuối cùng nó được trang bị một cái chỗ học để cốc và bệ tựa bay. Xe này đi 7 người. Đi 7 người rất là thoải mái. Ở đây được trang bị thêm một cái bệ tựa tay cho thằng ghế thứ hai. Rồi, tiếp theo là khám phá phần nội thất bên trong. Sự thay đổi lớn thứ ba là màn hình được nâng cấp lên là màn hình 10 inch. Đây, bấm nút khởi động, xe này khởi động bằng nút. Hệ thay đổi thứ tư là hệ thống điều hòa tự động. Rồi, mình sẽ test màn hình thử âm thanh xe cho mọi người xem. Chọn USB. Anh xin chỉ từ giờ. Màn hình rất là sắc nét.
trời nắng hơi chá, quý vị thông cảm quay bằng điện thoại nè. Suzuki Way of Life. Màn hình rất là nhạy nha quý vị. Quay cận cảnh màn hình cho mình xem. Trên vô lăng được thích hợp nút điều chỉnh tăng giảm âm thanh, đây là ngắt âm thanh, này là chuyển bài. Bên tay trái của tài xế là gập gương, lúc này là gập gương. Đây bấm cho mọi người xem. Đây là điều chỉnh gương chiếu hậu, chỉnh điện. Đây là lóc cửa, hoa kính, đây là chiều điều chỉnh kính. Xe này số tự động với bản nâng cấp thì có giá khoảng 555 triệu, giá niêm yết toàn quốc. Còn bản số sàn thì 499 triệu vẫn như giá cũ. Chi phí giấy tờ khoảng 70 triệu, là khoảng 620 triệu là có thể lăn bánh nếu mua tiền mặt, nếu ngân hàng hỗ trợ cao nhất là 80%. Nếu mọi người có nhu cầu thì liên hệ Minh để mình tư vấn chi tiết về xe. Suzuki Way of Life.